So sánh Tăng Lệ và Triệu Lộ Tư vào vai mẹ con trong phim Bí Mật Không Thể Giấu và Môi Sao Sáng. Bộ phim truyền hình Secretly Kanhai cuối cùng đã bắt đầu phát sóng. Lần này Triệu Lộ Tư đã thử sức với vai nữ sinh trung học. Phản ứng hóa học giữa cô và Trần Chiết Viễn trong phim đơn giản là không tốt. Là một cặp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tóm tắt được tác giả tạo ra thông qua công nghệ thông minh, nó hoạt động. Bộ phim truyền hình Secretly Kanhai cuối cùng đã bắt đầu phát sóng. Lần này Triệu Lộ Tư đã thử sức với vai nữ sinh trung học. Phản ứng hóa học giữa cô và Trần Chiết Viễn trong phim đơn giản là không tốt. Là một cặp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ kịch tính tình cảm của bộ phim này vô cùng hấp dẫn mà dàn diễn viên cũng khá sang chảnh khiến người xem phải choáng váng. Ngoài ra còn có một bí mật nhỏ mà tôi muốn nói với các bạn. Tăng Lệ cũng từng đóng một vai trong Kanhai Secretly, cô và Triệu Lộ Tư một lần nữa đóng vai mẹ con. Điều này thực sự đã mang đến cho khán giả một bất ngờ lớn. Bộ phim này thực sự có rất nhiều thứ để xem, thật khó để dừng lại. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng The Star, Tăng Lệ và Triệu Lộ Tư vào vai hai mẹ con, bộ phim gia đình giữa họ khiến khán giả thích thú khi xem. Tuy nhiên, dù đều đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư nhưng diễn xuất của Tăng Lệ trong hai bộ phim Không Thể Giấu Bí Mật và Môi Sao Sáng Rực Rỡ lại rất khác nhau. Bạn có muốn biết chính xác sự khác biệt là gì không? Sau đó hãy đến và xem xét. Tăng Lệ thực sự là một bậc thầy diễn xuất và trình độ diễn xuất của cô ấy rất ấn tượng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cô ấy có khí chất đặc biệt. Mặc dù bây giờ đã đủ tuổi để đóng vai một người mẹ nhưng người mẹ do Tăng Lệ thủ vai chắc chắn không phải là loại phụ nữ thành phố lôi thôi. Cũng giống như những màn trình diễn trong Bí Mật Không Thể Giấu và Ngôi Sao Rực Rỡ, cô luôn diễn xuất rất tự nhiên và chân thực, khiến người xem cảm thấy thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù mẹ của Sang Chư trong Kanhai và mẹ của Cheng Sao Sang trong The Star là hai nhân vật có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng Tăng Lệ lại đặc biệt chú ý đến từng chi tiết khi vào hai vai này, thể hiện một phong cách hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến diễn xuất của cô càng ăn sâu vào lòng người, giúp khán giả thực sự cảm nhận được sức hút riêng của từng nhân vật. Trong cuốn Bí Mật Không Thể Giấu Được, nhân vật Liếp Pinh đơn giản là hình mẫu của một người vợ, người mẹ đảm đang. Cô có mối quan hệ rất sâu sắc với cha của Sang, và cô rất quan tâm đến các con, đặc biệt là cô bé Sang Chư, người mà cô rất yêu quý. Nhân vật Liếp Pinh xuất hiện lần đầu tiên trong bếp, nơi cô đang chuẩn bị bữa tối. Sang Chư và anh trai cô đang chơi đùa ở đó, ngay khi cô hét lên cầu cứu. Liếp Pinh đã lao tới. Trong gia đình Sang, Liếp Pinh giống như trụ cột của gia đình. Với sự chăm chỉ và chăm sóc cẩn thận của mình, Sang Chư có thể lớn lên vô tư như vậy. Hơn nữa, tính cách của Liếp Pinh cũng rất đáng yêu, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Liếp Pinh, bà nội trợ này sống một cuộc sống nhàn nhã và mãn nguyện, nhưng trong người không hề có dấu vết oán giận mà thay vào đó là một khí chất trầm tĩnh và điềm tĩnh. Trong tác phẩm Bí Mật Không Thể Che Giấu, Tăng Lệ đã thể hiện thành công vai Lệ Bình. Tuy không có nhiều vai diễn và chỉ tương tác với các con mỗi lần xuất hiện nhưng khí chất tao nhã của Tăng Lệ đã khiến nhân vật này thêm phần tỏa sáng. Khán giả có thể cảm nhận Liếp Pinh là một người phụ nữ có trái tim ôn hòa và khí chất độc đáo. Hình ảnh của cô thật ấn tượng và khó quên. Tiểu Viễn Di trong Môi Sao Rực Rỡ khác hoàn toàn với hình tượng người mẹ lém lỉnh trong Bí Mật Không Giấu Được. Xiao Zueni do Tăng Lệ thủ vai là một người phụ nữ lạnh lùng và bảnh bao, một nữ tướng có thể chiến đấu bên cạnh chồng mình. Chính nhờ sự giúp đỡ của cô mà cha của Cheng Sao Sang đã nhiều lần đạt được những chiến công quân sự vĩ đại. Tuy nhiên, trong gia đình Cheng, Xiao Zueni là đại diện của một người mẹ nghiêm khắc và một người cha yêu thương. Cha và các anh trai của anh rất yêu quý Cheng Sao Sang, nhưng mẹ anh, Xiao Zueni lại rất nghiêm khắc với anh. Cheng Sao Sang là một đứa trẻ không có sự bầu bạn của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô từng nghĩ chỉ cần bố mẹ quay về thì cô sẽ có người để nương tựa. Tuy nhiên, khi Xiao Zueni nhìn thấy hành vi thô lỗ của Cheng Sao Sang,
Cô cho rằng đó là do cô thiếu kỷ luật. Vì vậy, đã có những yêu cầu khắt khe đối với Trình Thiếu Thương. Điều này khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng thời gian là một điều kỳ diệu. Nó đã giúp Xiao Zhenyi dần dần hiểu được con gái mình và bắt đầu chấp nhận cô bằng cả trái tim. Khi Chen Sao Sang gặp nguy hiểm, Xiao Zhenyi đã đứng ra bảo vệ con gái mình mà không hề do dự. Cảnh tình cảm mẹ con sâu đậm này thực sự đã lấy nước mắt trong The Star. Không biết có bao nhiêu khán giả đã cảm động và rơi nước mắt. Lê Pin Trong, không thể giấu bí mật, thực sự là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành và giỏi nội trợ. Tình yêu thương mà cô dành cho các con là thứ tình cảm khiến mọi người cảm thấy thoải mái, ấm áp. Vì vậy, không khí gia đình cô đặc biệt hòa thuận, hai đứa con của cô cũng rất xuất sắc. Và Xiao Zhenyi trong Ngôi Sao Rực Rỡ là một người phụ nữ mạnh mẽ, điển hình. Thực ra trong lòng cô ấy rất nhiệt tình nhưng thực sự không dễ để cô ấy bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, tình yêu của bà dành cho con gái cũng không kém. Li Ping hiền lành và nhã nhặn, trong khi Xiao Zhenyi lạnh lùng và ít nói. Nhưng dù đóng vai gì, Tăng Lê đều có thể diễn vừa ý. Trong Secret Li Can 2 và The Star, diễn xuất xuất sắc của cô không chỉ chiếm được tình cảm của khán giả mà còn bổ sung rất nhiều điều cho hai bộ phim này. Mỗi nhân vật đều được cô trau chuốt kỹ lưỡng, khiến khán giả có thể thấy được những sức hút khác nhau. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy thật tuyệt vời và cô ấy thực sự là một diễn viên rất giỏi. Tăng Lê đã thu hút được sự chú ý và mong đợi của rất nhiều người kể từ khi ra mắt. Ngoại hình của cô ấy không chỉ độc đáo mà còn có khả năng thích ứng với nhiều vai diễn khác nhau. Cô ấy thực sự là một diễn viên bẩm sinh, nhưng Tăng Lê vẫn luôn giản dị hơn, không quá theo đuổi danh lợi, tạo cho người ta cảm giác rất thấp kém. Khi còn trẻ, cô không nổi tiếng nhanh chóng như những ngôi sao khác, nhưng khi lớn lên, khả năng diễn xuất và sự quyến rũ của cô ngày càng được công chúng công nhận. Đồng thời nguồn tài nguyên phim truyền hình và phim truyền hình của cô cũng ngày càng tốt hơn. Nhìn những thành tích hiện tại của cô khiến mọi người thực sự vui mừng và tự hào về cô. Bộ phim Không Thể Giấu Bí Mật thực sự rất thú vị. Tăng Lê và Triệu Lộ Tư một lần nữa đóng vai mẹ con và họ đã hoàn toàn hiểu nhau. Nhìn sự tương tác của họ thực sự có cảm giác như hai mẹ con thực sự. Tôi hy vọng rằng trong những phần tiếp theo, hai diễn viên có thể tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất xuất sắc của mình và mang đến cho chúng ta những màn trình diễn thú vị hơn.